Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip về chim bồ câu gà Mỹ nhá. Thì mọi người có thể thấy là những cặp chim bồ câu gà Mỹ ở trại của mình thì thời gian vừa qua thì mình cũng ship rất là nhiều và nó có một tạo ra một cái cơn sốt về bồ câu gà Mỹ. Nhiều người tìm đến trại của mình mua và hầu như là mình có những thời điểm mình rơi vào việc là cháy hàng nhé mọi người. Thì bồ câu gà Mỹ ở trại của mình thì có hai loại màu chủ đạo chính, đó là màu nâu đỏ và màu vàng vàng rơm đấy. Thì màu nâu đỏ thì nó mang lại một cái người ta hay nuôi để làm đem lại cái sự may mắn đấy. Bồ câu gà thì người ta nuôi như vậy. Còn màu vàng rơm thì nhìn nó không khác gì gà anh em ạ, nên là nhiều người đến trại của mình thì họ cứ nghĩ là mình đang nuôi gà ấy, chứ họ không có, nhiều người không biết thì họ không biết đây là con chim bồ câu đâu. Thì ngay ở trên hình ảnh đây thì mọi người cũng có thể thấy là cái kích thước của con chim bồ câu gà Mỹ là nó khổng lồ như thế nào. Mình hay xài cái từ đó là khổng lồ anh em ạ, tại vì so với kích thước thì dòng bồ câu gà Mỹ này thì nó to nhỉnh hơn với cái dòng bồ câu Titan siêu thịt của Thái mọi người ạ, và nó được đánh giá là loài chim bồ câu to nhất hiện nay đấy. Cân nặng của nó thì khi mà chim mà bồ câu mà gần bắt đầu vào đẻ lứa đầu tiên á, thì trọng lượng của nó thì tầm khoảng 7 lạng, 6-7 lạng một con. Và khi mà nó đẻ tầm khoảng 1-2 năm á, thì trọng lượng của nó tầm khoảng dao động đến từ 1,9 đến 2 kg một cặp anh em ạ. Có nghĩa là một con thì dao động của nó tầm khoảng là 9 lạng đến 1 kg đấy. Thì cũng nhiều người hỏi mình về việc nuôi chim bồ câu này, bồ câu gà Mỹ, thì mình cũng tư vấn cho anh em. Có nghĩa là chim bồ câu gà Mỹ thì nuôi chủ yếu là để phục vụ ăn uống trong gia đình, cũng như là người ta hay biếu á, biếu tặng, biếu sếp, biếu người thân trong gia đình đấy chẳng hạn, thì người ta hay biếu cái dòng bồ câu gà Mỹ này để người ta nuôi, người ta phục vụ ăn uống trong gia đình, cũng như là nó có mang lại cái phong thủy tốt. Chim bồ câu này thì nó tuy là cái cân nặng nó nhỉnh hơn những dòng bồ câu khác, nhưng mà về đẻ thì nó cũng rất là ok mọi người nhé. Đẻ với ấp trứng thì khi mà mọi người mà mua nó về thì mọi người cũng làm cái rổ đẻ của nó to to một chút mọi người nhé. Chứ nhiều người hay ra chỗ cái chợ mua những cái máng rổ đẻ bằng bằng nhựa nhỏ nhỏ thì nó không có phù hợp lắm với trọng lượng của con chim bồ câu gà Mỹ, thì nó hay bị rơi trứng mà làm nó bể đấy. Thì cái con của nó mọi người cũng thể thấy là trên video này, con của nó rất là to, có thể nói là to gần nhỉnh hơn rất là nhiều nhiều lần so với con chim bồ câu á, những con chim bồ câu khác, và đặc biệt là so với những cặp chim bồ câu ta á, thì nó dường như là nó to gấp đôi mọi người, nó to gấp đôi nhá. Tại vì mình ở trên video này thì mình nói thì nó anh em có thể mường tượng được rất là rõ, chứ mình mà nói không thì nhiều anh em hay bảo mình chém gió, nhưng mà thực chất nó là như vậy anh em. Bồ câu này rất là khổng lồ và to. Khi mà nó chưa đẻ thì anh em nhìn thì có vẻ là nó kích thước nó chưa khổng lồ lắm, nhưng mà khi mà nó đẻ được một lứa ấy, đẻ xong lứa đầu tiên ấy, thì nó to ra rất là nhiều và nhìn rất là đẹp. Và đặc biệt là cái lông máu ở chỗ cổ nó ấy, thì nó bắt đầu nó mọc ra và nhìn nó óng ánh ấy. Mình hay gọi chỗ là cái cườm của nó anh em, thì rất là chất lượng. Và nhiều anh em cũng hỏi mình là nuôi chim bồ câu gà Mỹ nó có khó hay không, nhưng mà thực ra là nuôi chim bồ câu gà Mỹ hay những cái loại chim bồ câu khác như ở trại của mình, hay là chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái, hoặc là chim bồ câu thổi kèn đó anh em, nó đều giống nhau. Có nghĩa là mình đều cho ăn một chế độ dinh dưỡng khác nhau, à giống nhau mọi người nhé, xin lỗi, cái chế độ dinh dưỡng của nó là giống nhau. Thì mình ở trại mình đang dùng cám con cò anh em ạ. Mình có hay thông tin cho em là cám con cò trộn với bắp thôi. Mặc dù là chim bồ câu nó ăn hai lần một ngày thôi, nhưng mà cái trọng lượng nó rất là khủng. Thì như mình tính hay thông tin với anh em á,
Thì nuôi 100 cặp chim bồ câu á, thì một tháng anh em tiêu tốn tiền thức ăn cho nó tầm khoảng, thời điểm hiện tại tầm khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu thôi. Những cái thời điểm những năm trước thì tầm khoảng 2 triệu trên 100 cặp thôi. Nhưng mà bây giờ dịch Covid á, thì những cái vật giá nó hơi đắt một tí. Nhưng mà so với cái đồng lời thì anh em vẫn lời rất là nhiều. Nên là hầu như là bây giờ là thịt chim bồ câu ở trại mình là không có để cung ứng cho thị trường luôn mọi người nhé. Có thể nói là hiện tại là đang cháy hàng đấy. Và ở kênh nông dân làm giàu của mình, ở trại, những cái hệ thống trại của mình thì chuyên cung cấp bồ câu mà mình bao đầu ra luôn cho anh em đó. Nên là mình cũng thông tin luôn cho mọi người để mọi người nắm rõ. Bây giờ cũng là thời điểm cuối năm á, thì cũng mình cũng nhận được rất nhiều đơn của mọi người để nuôi chim bồ câu, cũng như là mọi người muốn ổn định sang năm sau á, năm 2022 á, mình bắt đầu công việc luôn. Thì đa số bây giờ thì cũng rất là nhiều người nhập chim bồ câu, từ chim bồ câu gà Mỹ như ở trong video mình đang chiếu cho mọi người xem, đến chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái. Thì cái dòng này thì mọi người đang đặt rất là nhiều, đặc biệt là những người mà nuôi về kinh doanh á, kinh doanh mà để phát triển kinh tế á, thì mọi người nuôi lập trại nuôi chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Còn đối với những cái hộ gia đình nuôi á, thì nuôi chim bồ câu gà Mỹ thì hợp lý rồi. Thì nuôi 5 cặp, 10 cặp này, rồi mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em cách nhân giống nó ra, làm sao để anh em nuôi cho nó hiệu quả, và lựa những con giống như thế nào để cho nó chất lượng. Thì trên Zalo cũng như là fanpage và YouTube của mình thì mình cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của anh em. Nhưng mà mình cũng xin lỗi là có những cái tin nhắn nó bị trôi như thế nào đấy, mình không trả lời cho mọi người ngay được. Thì mọi người cũng thông cảm. Thì mọi người có thể chịu khó lên những cái video của mình để mọi người có thể xem những cái thông tin về chim bồ câu nhé. Tại vì ở trên này mình cũng đăng cũng khá là chi tiết về cái việc nuôi chim bồ câu như thế nào, cho chim bồ câu ăn ra sao. Thì mọi người cũng có thể lên đây theo dõi. Và mình cũng hy vọng là trong năm 2022 thì mọi người cũng sẽ ủng hộ trại bồ câu của mình, hệ thống, những cái hệ thống chi nhánh của anh em mình, và đặc biệt là kênh YouTube mà Nông Dân Làm Giàu. Thì mọi người cũng có thể thấy là mình lập cái kênh này cũng khoảng mấy năm rồi, 2-3 năm nay. Thì mình cũng đăng tất cả những cái thông tin về nuôi chim làm sao cho thành công. Thì cũng nhiều người biết đến kênh của mình và cũng học những cái kinh nghiệm trên đây. Thì hy vọng mọi người có thể đồng hành với mình trong những năm kế tiếp nhé. Và cảm ơn mọi người.